Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký với lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cuối cùng cũng đột phá. Muốn luyện hóa cơ duyên của nhân tổ này, đúng là phải phí chút công phu. Nhưng trải qua trùng cắt giảm này, giá trị khí vận của Khương Dương chắc là không đủ để ngăn cản ta cướp đoạt thẻ khí vận này. Đợi ta nghĩ xem, làm thế nào để vắt kiệt khí vận cuối cùng của ngươi? Ồ, tất cả đều chạy tới sau. Vậy bắt đầu nào. Thượng tiên, trước mặt là Vũ Hóa Thiên Trì. Bên trong hung hiểm dị thường, Khương Dương kia lại không do dự xông vào. Tên kia thủ đoạn rất cao, tên luôn thánh chủ và các trưởng lão đều không tha. Xem ra mình coi thường nhân tổ rồi. Không ngờ nhân tổ còn có thể mượn luân hồi đạo quả từ trước kia. Trong ngoài tuyên luân thánh địa này đều bị hắn giết sạch. Thiên thiên chậm thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Bà con nhất định là phải tìm được sư tôn. Thiên thiên tin sư tôn nhất định là sẽ không chết. Ta tự hỏi sao ở tiên luân thánh địa không thấy bóng dáng của thiên thiên, hóa ra là bị bà dẫn đến đây. Đến đây tìm sư tôn muội à? Thiên thiên, muội phải học cách nén bi thương đi. Sư tôn của muội đã không còn nữa rồi. Tiểu Dương, ca ca, nghe nói hắn đã bị chia năm xẻ bảy ở đây. Ở đây có rất nhiều hung thú, nói không chừng đã bị ăn sạch rồi. Thế nên muội tội gì phải như vậy, còn lôi kéo bà cùng muội xông vào nơi nguy hiểm như vậy? Nơi này rất là nguy hiểm, bên ngoài còn có một con ả điên gặp người nào ăn. Ngoan, nghe lời của ca ca, mau rời khỏi đây đi. Im đi im đi. Đều là ngươi, đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi, sư tôn ngài ấy sẽ không đến đây, lại càng sẽ không. Đều là ngươi hại, ngươi nghĩ ta không biết hay sao? Không ngờ trong lòng của muội, chúng ta mấy năm sống nương tựa lẫn nhau, còn không bằng sư tôn mà muội mới quen có vài ngày. Thật là buồn cười, ca ca ngày đêm nhớ nhung muội. Tuổi còn trẻ như vậy mà đầu đã bạc rồi. Ngươi không phải là ca ca của ta, ngươi là não quái vật đã chiếm lấy cơ thể của ca ca ta. Thả Khương Dương ca ca lại cho ta. Thiên thiên, muội ấy lại mất kiểm soát rồi, cố nghĩ cách ngăn muội ấy lại đi. Ta sẽ đi lấy sức mạnh của mình trước. Được, ta chờ người. Chỉ cần luyện hóa liết thế thanh niên, bất luận là thiên thiên hay là con ả điên ngoài kia cũng không còn là vấn đề. Con mẹ nó, mở mắt chó ra xem, ngay cả chủ nhân cũng dám giết. Không đúng, viễn cổ thần khôi vậy mà không nghe theo sự điều khiển của mình. Quái gì thế này? Mình không nhớ là đã sắp xếp những thứ này. Cỗ khí tức cường đại này là sao? Uy thế này không phải là do Khương Dương kia làm ra chứ? Thượng tiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước tiên cứ đợi xem, đừng liều lĩnh. Sức mạnh này không phải là của Khương Dương. Nhưng mà thiên thần giới làm sao có thể tồn tại như vậy? Ngay cả thần hồn của mình cũng đang run rẩy. Khí tức này sao cảm giác hơi giống? Cái gì? Đây là sức mạnh cỡ nào? Thánh khí lại không chịu nổi một kích như thế. Khương Dương cứu ta. Triệu gì? Vì sao khí tức của bàn tay khổng lồ kia lại quen thuộc như vậy? Giết chết trưởng lão của tiên luân thánh địa như là nghiền chết một con kiến. Sức mạnh này là ngay cả thượng tiên cũng khó có thể chống lại. Không tốt. Thiên thiên chạy mau. Trả sư tôn lại cho ta. Trả lại ca ca cho ta. Thiên thiên. Đa đa ta. Không ngờ ngươi còn chuẩn bị sẵn cơ thể. May mà thần hồn của cô đủ mạnh, nếu không lần này cô đã tan thành mây khói rồi. Nhưng dù như vậy, sức mạnh của luân hồi ấn cũng đã cạn kiệt, không cứu được cô thêm lần nào nữa. Cô cầm chí tôn khí ở đây hộ pháp cho ta đi,
đừng cho người vào quấy rầy ta. Khương, Khương Dương, đại nhân. Đây không giống như là dị tượng tự nhiên ở bên trong vũ hóa thiên trì, mặc dù rất là kỳ quái. Nhưng chỉ cần ta hấp thụ niết thế thanh niên, những thứ khác đều không quan trọng.